Chào mừng tất cả các em của Hà Nội Computer đã đến với số đầu tiên của chương trình Tàu Nhanh Công Nghệ. Và đây sẽ là chương trình tổng hợp tất cả các tin tức cũng như là game mới nhất có trong tuần vừa qua. Chúng mình sẽ được thường xuyên phát sóng vào 9:30 sáng chủ nhật hàng tuần. Anh em nhớ đón xem nhé. Còn ngay bây giờ thì không để anh em phải chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta hãy cùng đi đến phần điểm qua những tin tức hot nhất trong tuần vừa qua thôi. Let's go! 1. Việc khan hiếm 10.900 ca không chỉ tại Việt Nam mà trên toàn cầu. 2. Thông tin về thế hệ cặp màn hình RTX 3000 của NVIDIA sử dụng GPU NVIDIA Ampere. 3. Thông tin về thế hệ cả đồ họa mới nhất của AMD mang tên Big Navi. 4. Các tựa game đáng chú ý trong tuần và đang được giảm giá. Đầu tiên thì chúng ta phải nhắc đến việc khan hiếm của 10.900K không chỉ ở Việt Nam mà cả trên toàn cầu. So với 9.900K năm ngoái thì hiện nay chúng ta đang bị chậm hơn và đặc biệt là đến nay cũng phải được khoảng 2 tháng rồi mà việc có thể tìm mua được chiếc 10.900K mới thực sự là rất khó khăn phải không nào? Cũng như là bây giờ đa số bán ra thì sẽ thường kèm theo mainboard bởi vì cái lượng cung quá là ít luôn. Việc thiếu lượng cung 10.900K có thể là do mức xung turbo boost quá cao lên tới tận 5.3GHz nên khó có thể có một CPU đạt tiêu chuẩn xuất xưởng. Ngay cả bản thân 10.900K thì cũng có các tin đồn là có tận 2 phiên bản khác nhau và khả năng ép xung thì cũng khác biệt hoàn toàn. Có lẽ để tận dụng tối đa năng lực sản xuất thế nên là Intel cho ra mắt trước chiếc 10850K với thông số toàn bộ như 10.900K, chỉ kém 100MHz xung và rẻ hơn 10.900K là hơn 1 triệu đồng. Theo mình dự đoán thì mức xung turbo on-core của 10850K cũng sẽ dừng lại ở 4.8GHz thay vì 4.9 như 10900K. Và nếu xét cho gamer thì dường như đây không phải là món hời lớn bởi vì chiếc 10900KS thì đang trở nên hấp dẫn hơn hẳn bởi mức xung giữ nguyên như 10900K nhưng mà rẻ hơn do không tích hợp cả đồ họa. Còn 10850K sẽ hướng đến phân khúc các máy chạm sử dụng bộ phần mềm Adobe hơn bởi vì vẫn giữ nguyên nhân đồ họa tích hợp để tận dụng tính năng Intel Quick Sync và giá thì lại hợp lý hơn nữa. Dự kiến chiếc 10850K sẽ có mặt tại Hà Nội Computer với mức giá là 12.899.000 đồng trong tuần sau và bọn mình sẽ có review chi tiết em nó trên tay. Hy vọng là đến lúc đó có cả hàng 10.900K nữa để so sánh dễ dàng hơn. Và chúng ta sẽ cùng đến với thông tin tiếp theo, đó là về chiếc cặp màn hình RTX 3000 của NVIDIA. Và từ khoảng tháng 6 cho đến tháng 7 năm nay thì NVIDIA đã hạn chế và có thể nói thẳng ra đó là việc hãng hàng đang dừng việc giao và nhận chiếc GPU RTX 2080 Ti. Và cái thông tin này thì hé lộ ra việc là nhãn hàng sẽ cho ra mắt chiếc cặp màn hình tiếp theo sử dụng GPU NVIDIA Ampere. Cho đến bây giờ thì các tin đồn này ngày một nhiều lên và những cái tên xuất hiện trong đó bao gồm có RTX 3070, 3070 Ti, 3080 và 3080 Ti. Các cặp màn hình thế hệ mới này sẽ sử dụng tiến trình 7 nanomet do Samsung sản xuất và chắc chắn thì lại chiếm trệ trên vị trí số 1 về sức mạnh chơi game khi mà ra mắt. Theo một slide leak từ YouTube, hiệu năng của 3080 Ti hơn hẳn 2080 Ti từ 40 cho tới 50% tùy vào game và khả năng xử lý ray tracing tăng tới là 400% ở các RT core thế hệ mới. Nhưng mà tất cả vẫn là tin đồn và chúng ta phải đợi đến khi ra mắt mới có thể kiểm chứng được. Điều duy nhất có thể tin được bây giờ đó là thời gian ra mắt vào khoảng giữa tháng 9 bất chấp việc CES 2020 đã bị hủy bỏ. Nhưng mà theo các thông tin Trung Quốc, NVIDIA Ampere sẽ tốn một khoảng thời gian khá lâu để bao phủ được thị trường bởi lượng GPU là không nhiều và đặc biệt là trong tình trạng dịch bệnh toàn cầu vẫn đang ở mức báo động. Và không chịu kém cạnh trước NVIDIA, quân đoàn đỏ AMD của nữ tướng Lisa Su cũng liên tục cho ra rất nhiều những sản phẩm mới và bên cạnh đấy thì cũng leak các thông tin về các card đồ họa mới của họ có tên là Big Navi và có cái mã tên mã code thường gọi đó là RDNA2. Các sản phẩm AMD mới ra mắt chủ yếu là những GPU dành cho OEM với tên gọi là Ryzen 4000G hay là 4700G nên không quá quan trọng với những game thủ của chúng ta. Chúng ta thì quan tâm hơn đó là thế hệ card đồ họa mới mang tên Big Navi liệu có cạnh tranh được với những ông lớn là NVIDIA hay không. Theo nguồn tin vỉa hè thì hiệu năng trên điện năng tiêu thụ hay còn gọi là Performance per Watt của Big Navi hơn thế hệ cũ là 50% và thời gian ra mắt sẽ vào khoảng mùng 7 tháng 10, tức là chậm hơn 3 tuần so với lịch ra mắt của NVIDIA Ampere. Nhưng câu nói tăng 50% hiệu năng trên điện năng mang tới hai ý nghĩa. Nếu AMD vẫn hạnh phúc với những chiếc RX 5600 và 5700 của họ thì họ có thể là một chiếc card mạnh tương đương và tiêu thụ phần nửa điện năng. Hay AMD sẽ chơi lớn và làm ra những VGA tốn điện nhưng mà mang lại hiệu năng cạnh tranh với những chiếc 3080 hay là 3080 Ti.
Nhưng với việc bắt tay được với NVIDIA khi các GPU AMD hỗ trợ công nghệ Ray Tracing thì khả năng số 2 mình nghĩ sẽ dễ dàng xảy ra hơn. Và vậy là chúng ta đã vừa điểm qua 3 tin tức hot nhất về phần cứng máy tính. Bọn mình chắc chắn sẽ cập nhật rất nhiều tin tức khác ở trong những số sau. Thế nhưng mà tại số này thì vẫn chưa hết đâu. Ở phần đầu thì mình có nói rằng là chúng ta sẽ còn cập nhật tất cả các tin tức mới nhất về game phải không nào? Chắc chắn đó chính là những cái tựa game mới ra hay là những tựa game đang được miễn phí trên các cổng điện tử như là Steam này, GOG hay là Origin. Trong tuần này có rất nhiều tựa game đang được giảm giá, nhưng trong list đó mình thấy đáng đồng tiền nhất bao gồm có Fallout Game of the Year Edition và Fallout 76. Nếu các bạn chưa chơi dòng Fallout nào thì nên thử phiên bản Game of the Year, rồi sau đó hãy chơi đến Fallout 76 để trải nghiệm cảm giác chơi game online thế giới mở. Ngoài ra, tựa game Cyberpunk 2077 đã cho đặt hàng với mức giá 60 USD và thời điểm ra mắt là vào 19 tháng 11 tới đây. Được nhà phát hành CD Projekt Red với các siêu phẩm Witcher, thế nên là các bạn có thể yên tâm phần nào về chất lượng game để đặt hàng trước nhé. Và vậy là chúng ta đã cùng khai trương xong số đầu tiên của Tàu Nhanh Công Nghệ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào 9:30 sáng chủ nhật tuần sau nhé. Bye bye!